thiệt. Đó. Cách mà bưng bê. Đây anh trưởng nhóm gì? Lớp học cá biệt không chịu xa thầy xa cô. Nhưng mà hình như là cái này không quay cái chữ ra phía trước hả? Quay chữ trước. Đó. Đó. Đây đây. Anh quay nè. Đây. Vậy đúng dần, đúng gì không? Hay là quay ngược lại? Không quay ra cái đúng rồi đó, đúng rồi. Đúng không? Không không đúng. Không đúng mà không đúng gì trở lên. Được chưa? Lèo lèo lái lái rồi đó, đó mặt chữ đây là thăm phương. Okay. Hello. Hello. Còn đây là Bảo Nam. Biết là bà Thiện là đang sáng lên à? À rồi để em. Happy teacher day. Hoa trao tay đi anh Thiện. À, đó. Hai người buông hoa đó, bắt tay giùm cái đi. Vô phòng chụp hình. Bê đi cho anh vô cho anh quay cho anh quay quá. Thấy chưa? Nãy giờ người ta. Ê cái điện thoại mở cam gì trời? Sẽ không biết nữa. Đổi nha. Ok. Tắt đi, thì tiện vô đi thì chụp cho mình chung một bôi có. Này cắt mất chưa? Hay là tôi để đi ha. Để đi kia. Máy quen đó. Không chị, ở phía trước á thì nó rõ nè. Nó mờ câm à. Ở phía trước thì nó. À vậy sao nãy coi thấy nó tối thui vậy? Vậy chắc là em xem lại cái đầu đây là cái lâu cái này. Cái đầu ai? Cái đầu em à. Cái đầu em. Còn lâu cái đầu này. Tôi nhìn cái camera nó đang quay cổng bên này không ta. Ô mày lau đi. Lau đi. Cô nó có mờ đi nè. Vô đi mượn cái máy nó chụp cái này. Tiền ai vô tiền ai. Ai chưa đăng điểm thì hả? À, dạ cái điện thoại gì chưa đăng điểm mặt em à. À đúng rồi. Đây chùa anh kia. Đây kia. Đó. Đây. Chị qua đây. Đây dư người rồi. Đây. Cao kìa, đứng giữa cái bông đi. Đúng rồi, bên đó. Nó giữa cái bông đi, hơi nhón nhón lên xíu. Đen thùi đứng bên không biết. Không bên đó. Không. Ủa, em gái em hả? Dạ, em gái nhón nha. Gái của nay lão vậy. Đây toàn là người mẫu của con đi nhón nha. Này tôi đốt nhà rồi đó. Vậy hả? Em gái em nhìn lão quá hả? Bộ mỹ. Rồi, thôi ban nha. Chị có che mặt không chị? Không biết. Hỏi cô kia kìa, hỏi chị sao chị biết? Chụp hả? Chụp nha. Thấy hết rồi. Điện thoại nó đang bị gì quá. Bây giờ sao? Mà... Lấy cái điện thoại khác của anh Thiền đi. Đi đó. Ủa. Trời ơi. Quá đẹp quá. Không bự. Sao không có để như thế này nhờ? Em để tạm như thế này nhá. Cũng Mỹ hả? Ai thấy được gì thấy? Tạm vậy cái kia nghe để cái kia nghĩ kia. Nhỏ này sợ nóc hồi nào vậy là uống quanh bên vậy. À, cách đây mấy bữa về là sợ nóc kia chị. Nè. Thì sao vừa uống vừa uống. Không vậy? Sao để cái điện thoại em live stream giữa TV kìa. Được mấy bữa cháu nó đang thẳng nữa. Dạ em chụp lên anh Phương cho đem chụp cho nè. Cái này là tiếp phát đi, cắt cái máy đi. Cắt đã tay quá. À cắt đã tay quá đó hả? Cảm ơn nhanh nha. Nè. 2, 3. Chấp chím môi cười. Sớm như con hết, bắn tim vậy. Đó, thuốc không? Kéo từ chân kéo lên cho dài. Cảm ơn nha. Tàn là chân ngắn nha, rồi chỉ cho nó dài, đừng để tàn dèo bồng quá đi. Ước mơ. Mày hát cái bài kia, cái kia. Ước mơ chỉ làm mơ. À, vậy đó hả? Bắt đời sao? Không vậy đó. Vậy bây giờ lại đi lọc. Đi cái máy trắng của anh. Đi làm cái khác đi. Cái màu này nó bị tái. Đó, chê bắt đầu điện thoại chê. Bắn qua nha. Cái điện thoại. Bắn qua nha. 2, 3. Của mày nó bị tái. Nó bị chỉnh là chỉnh hết tái. Vậy hả? Có phần mềm 36.000 nổ phải không? 2, 3. Làm gì làm? Đá chân rụt rịch. Ôi, mãi nghĩa nữa nha.
số bực chứ không có đâu. Không phải đâu. Chị cái chỗ đi. Em đưa cho anh đó chứ đâu. Mời đi hoài chán như chết luôn à. Đứng hoài chán như chết luôn à. Ba. Ai nói gì chấm lên vậy? Nghĩa đang lại tìm. Ai mở gì nói chấm lên vậy? Nó liên quan. Thả tim mọi người. Đứa nào đang mở phim? Nghĩa là mở phim nói gì chị ba. Không? Ok, còn em. Vậy của em nữa. Phải không vậy? Nó bắn qua cho em chụp quà. Em rớt. Em rớt qua. Rồi. Em rớt ra. Lấy cái máy này bắn cho em. Biết bắn. Chị chỉ nhớ nhất là thiệt nó còn. Gửi qua đi. Cái chậu. Zalo đi. Hôm nay đâu đúng không thầy? Em rồi. Được, cắm cái trời. Điện thoại của ai mà sáng mà bự dữ vậy? Trời ơi, đó biết ngay là của Phương đúng không? Phương hả? Nó 8 là mới đó. 8 hả? Là cái nốt nào chấm lên cái bài? Nó 8. Nó đó là 7. Nó 8. 7 chứ. 7. Chấm lên cái bài. 7. Chết rồi chưa? Ở trong đám đứa này có đứa nào xài ít rồi bay? Ít. Chưa có xài ít thì. Tại gia xài ít chưa? Nó sao? Đang gửi mua về. Nhiều bữa nay xuống nhiều. Em không biết nữa là nó mua mà thực tế biết biết là bao nhiêu. Nó nghe nè, mà như mình nó sắp thay thì nó hơi bị chán chỗ á. Ít chưa, ít hình như vậy nó đâu có. Nãy giờ là chia cái mặn như vậy thôi. Chứ bây giờ chắc là phải nói chuyện riêng một chút. Thật ra là chào mọi người và hẹn gặp lại nha. Mọi người nè, chuẩn bị chào. Các bạn hình xấu thơm nè. Chào mọi người đi. Bye. Nãy bây giờ, mà nãy bây giờ là thiếu anh Binh mốt đãi lại chào thứ hai. Kệ chị, anh chứ không quan trọng.